Thưa quý vị, phố cổ là nơi mang dấu ấn riêng của Hà Nội, là nơi nhiều người khi đi xa đều không khỏi nhớ về. Phố cổ nằm ở xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, cũng là nơi tập trung đông dân cư sinh sống và kinh doanh, với hàng chục dãy phố, ngõ phố gắn với một mặt hàng nhất định. Và đây cũng là điểm đến du lịch hấp dẫn của Hà Nội không thể bỏ qua. Và mới đây, hoạt động vui chơi của người dân vẫn tiếp tục được tiếp diễn cho đến 2 giờ sáng. Tuy nhiên, nhiều người rất băn khoăn về việc là Hà Nội sẽ có những chốn gì để chơi vào khung giờ đặc biệt như thế. Và hãy cùng đến với trải nghiệm ngắn của phóng viên Tuyết Mai và một nhân vật rất am hiểu về du lịch, đặc biệt là du lịch phố cổ. Điều đầu tiên tôi muốn hỏi anh là anh có phải là người hay đi dạo phố cổ và đặc biệt là phố cổ về đêm hay không? Trước đây thì nhiều, sau này thì bận rộn hơn. Hai nữa là tôi cũng dành thời gian để có những cái phút nghỉ ngơi khi mà mình có cường độ làm việc rất là nặng nhọc ấy. Cho nên là tôi ít đi dạo hơn. Nhưng mà đúng là trước đây vốn tự hào là một người con Hà Nội, cho nên là tôi có rất nhiều bạn bè đến Hà Nội. Và mỗi khi bạn bè đến Hà Nội thì một trong những cái nơi mà tôi tâm niệm là phải đưa họ đi đó là phố cổ. Mà nếu mà đúng vào dịp cuối tuần thì tuyệt vời, để cho họ thấy rằng là chúng ta cũng có một niềm tự hào, đó là phố cổ Hà Nội. Nói đến phố cổ thì người ta thường nhắc đến sự cổ kính này, thanh bình, như là cái tên vốn có của nó. Thế nhưng mà bây giờ thì sau 12 giờ thì Hà Nội vẫn chưa chìm vào giấc ngủ mà vẫn tiếp tục được hoạt động. Đây được xem như là một quyết định khá mới và chắc chắn sẽ khiến người dân bỡ ngỡ. Vậy thì anh có ý kiến gì về điều này? Tôi nghĩ rằng phố cổ nó hàm chứa trong đó một cái cuộc sống của người Hà Nội và những cái người mà gắn bó với Hà Nội lâu năm. Nó không yên bình như mọi người tưởng đâu. Khi mà chưa có quy định về việc là chúng ta tiếp tục có những hoạt động dịch vụ sau 12 giờ đêm ấy, thì nó cũng không yên bình lắm đâu. Nó vẫn có những hoạt động, nó vẫn có những cái góc nhỏ trong mỗi gia đình. Và ở đâu đó tôi nghĩ rằng người ta vẫn có cách để người ta có thể ngồi chơi với nhau. Đôi khi chỉ là ngồi chơi mà không có ánh đèn. Giống như kiểu ngày xưa chúng tôi một nhóm hay lên cầu Long Biên ngồi ăn nhẹ với nhau hoặc là ngồi uống ly bia. Thì ở trong phố cổ có rất nhiều cái chỗ mà thanh niên cũng như là người dân, người ta có thể tụ tập với nhau đấy được. Và nó cũng không ảnh hưởng gì trật tự an ninh cả, và không phải kinh doanh, cho nên là nó bình thường. Chỉ có điều là các hoạt động kinh doanh thì không được phép, cho nên là lâu nay các hoạt động đó nó diễn ra trong một sự trầm lắng nhất định. Còn bây giờ thì nó được thoải mái hơn, và đặc biệt là đón du khách đến nữa thì chúng ta cảm thấy sự sôi động và rõ ràng. Nhưng mà trước đây thì không phải là rất yên bình hoặc là đi ngủ hết đâu. Đấy. Tôi được biết MC Lê Anh là người đặt chân đến khá nhiều nước trên thế giới, và anh có thấy điểm gì khác biệt giữa phố cổ của Việt Nam với phố cổ của các nước như là Pháp và Ý, đều là những nước có bề dày về lịch sử? Bạn làm tôi nhớ đến những cái bước chân trong đêm. Tại vì là liên hệ giữa phố cổ của Hà Nội ban đêm với cả những cái phố mà tôi đã đi, những cái phố cổ tôi đã đi trên nhiều nơi trên thế giới, thì quả thực là tôi vẫn thấy rất tự hào. Bởi vì ở phố cổ của Hà Nội và ở Việt Nam chúng ta nói chung, có lẽ người dân lúc nào cũng thể hiện một cái sự thân mến, và họ muốn giao lưu lắm. Còn ở nhiều nước mà tôi đến ấy, thì du khách cứ tham quan và mọi thứ diễn ra trong một cái sự tách bạch, tức là người dân họ vẫn sống, vẫn làm việc của họ, và chúng ta vẫn tham quan, và chúng ta cũng đừng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Và ngược lại thì họ cũng không quá tỏ ra cái sự nồng nhiệt chào mừng chúng ta, trừ những người làm dịch vụ. Còn ở Hà Nội thì chúng ta dễ dàng thấy rằng là một người dân không làm dịch vụ, họ vẫn nở một nụ cười rất là tươi để đón khách. Họ nhìn thấy một người nước ngoài thì cái trong lòng cái người dân ấy là đã có một cái sự háo hức, có một cái sự chào đón. Cho nên cái cảm giác là đôi khi đi bộ trên những con phố cổ của châu Âu ấy, tôi cảm thấy cô đơn ấy. Chứ không phải như ở Việt Nam đâu. Tôi nghĩ nhiều người nước ngoài ở Việt Nam sẽ cảm thấy không cô đơn một chút nào cả. Vâng, và phố cổ thì là nơi vừa để kinh doanh, vừa là nơi để dân cư sinh sống. Nó đồng nghĩa với việc là đây là nơi vừa để phát triển du lịch, vừa là nơi mà có dấu ấn về văn hóa cần phải giữ gìn. Chúng ta có những khó khăn gì và cần đưa ra những cái phương án giải quyết như thế nào để Hà Nội khác biệt với những thành phố khác? Câu hỏi của bạn thật là khó. Nó là một câu hỏi rất sâu sắc, bởi vì là nó động đến một cái khái niệm, đó là sản phẩm đặc thù. Trong du lịch ý, thì sản phẩm đặc thù là số 1. Nó gần như quyết định cái hình ảnh điểm đến và cái dấu ấn trong đầu du khách để lưu nhớ về điểm đến.
Và nếu bạn có sản phẩm đặc thù thì bạn có thể yên tâm rằng là cái điểm đến của bạn sẽ có những cái luồng khách đến rất là thường xuyên và quay trở lại nhiều. Còn nếu sản phẩm của bạn mờ nhạt, không đặc thù, giống nhau ở nhiều nơi và bị mô phỏng bắt chiếc ở nhiều nơi thì bạn yên tâm là sản phẩm của bạn tuổi thọ rất là thấp. Ý tôi nói đây sản phẩm du lịch đấy ạ, nói chung chung như vậy. Thế thì quay trở lại với Hà Nội. Riêng về phố cổ Hà Nội, trong giới chuyên môn ấy, thì chúng tôi thấy là mọi người hay dùng đến một số cái thuật ngữ. Tôi rất thích một cái cách gọi Hà Nội, phố cổ Hà Nội là một cái bảo tàng sống. Bình thường bảo tàng là nơi để lưu trữ những cái giá trị của quá khứ. Và khi chúng ta đến bảo tàng, chúng ta thăm, xem, nghe, thuyết minh thì chúng ta thấy là hiện vật là nó biểu hiện quá khứ nhưng nó nằm im ở đấy thôi. Còn ở phố cổ của chúng ta thì mọi thứ vẫn đang living, tức là đang sống. Vì thế cho nên là phố cổ Hà Nội cần phải giữ gìn và bảo vệ những cái giá trị của xưa cũ ấy, của quá khứ. Nhưng nó, tức là nó không được mới, nó không được mới mẻ, nó mới là hỏng hết. Ta lấy ví dụ như thế, ta sẽ thấy ngay là về ẩm thực nhất rồi, đúng không ạ? Đấy là điều có thể đặc trưng được chứ, nơi khác không thể có. Đến phố cổ Hà Nội để ăn bún thang Hà Nội, không ở đâu ở Việt Nam ngon như ở phố cổ Hà Nội cả, đúng không? Rồi đến Hà Nội để xem được cái dấu ấn của những cái nền văn hóa cũ ở tại nơi đây. Chúng ta có thể đến để nghe hát ca trù, cũng là một đặc sản của Hà Nội. Đấy, đơn giản vậy thôi. Hay là những cái miếng bánh chúng ta hay tặng với nhau, như là bánh cốm Hàng Than, hay là những cái ô mai Hàng Đường. Rất là nhiều thứ. Tôi nghĩ riêng về ẩm thực có thể tạo thành sản phẩm đặc thù được. Đặc biệt là thú ăn đêm. Cái thú ăn đêm là cái mà tôi với bạn là có lẽ cũng phải kêu gọi khán giả truyền hình là chúng ta phải nâng tầm nó lên, trở thành một sản phẩm du lịch đặc thù cho Hà Nội. Nhất là bây giờ sau 12 giờ đêm chúng ta có thể ăn đêm được rồi, không nhất thiết phải đến phố Tống Duy Tân nữa, đúng không ạ? Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là đặc thù ở đồ lưu niệm. Cái này các nơi trên thế giới họ làm thành công lắm. Các nơi trên thế giới tôi họ làm rất là thành công. Đồ lưu niệm nó phải đặc trưng cho Hà Nội, chứ không phải là chúng ta nhập ở Trung Quốc về chúng ta bán. Lướt qua một vòng các cái gian hàng ở chợ đêm, chúng ta vẫn hơi buồn, bởi vì là hàng tiêu dùng nhiều quá, hàng lưu niệm ít quá. Hàng tiêu dùng thì lại là những cái hàng gọi là rất là nhu yếu phẩm, thậm chí cả những cái đồ mặc trong của con người. Và thật sự là chúng ta có thể mua nó ở tất cả mọi nơi, không phải cứ đến cái phố cổ Hà Nội vào phiên chợ vào cuối tuần, đúng không ạ? Thì đấy là cách này, chúng ta đưa cái hàng lưu niệm vào bán nhiều hơn, nó sẽ tạo thành một cái phiên chợ văn hóa hơn là phiên chợ mua đồ vặt và thực chất là bán những cái đồ bán lẻ giá rẻ và chất lượng thấp. Cảm ơn anh về những chia sẻ rất là thú vị vừa rồi, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm xem là phố cổ Hà Nội lúc 0 giờ sẽ như thế nào nhé. Chúng tôi lang thang trên những dãy phố để tìm kiếm hàng ăn đêm. Tìm đến hàng bún thang, món ăn được coi là mang đậm vị của Hà Nội. Đó là món ăn mà nhiều người phố cổ khi đi xa có nhớ về mùi vị thanh tao, nhẹ nhàng của nó. Nhưng rất tiếc, hàng bún thang 48 cầu gỗ lại đóng cửa trước 12 giờ đêm. Không, bình thường vẫn bán đến 11 giờ nhưng hôm nay là đặt hàng hết sớm hơn. Hết bất bù đốc rồi. Hết bất rồi ạ? Đấy, mà chỉ còn có là bún ngan thôi. Ôi giời. Đấy, hết sạch rồi. Anh rất muốn là để anh em mình giới thiệu được cái món đặc trưng của Hà Nội. Rất tự hào là bún thang. Rất nhiều món ngon lắm nhưng mà đúng là bún thang nó hơi phức tạp về mặt nguyên liệu nhé. Và người ta làm rất là khó cho nên là nó hết hàng sớm. Như vậy một kinh nghiệm là muốn ăn bún thang phải ăn trước 11 giờ đêm. Đấy, trước 12 giờ đêm. Bây giờ có một món khác cũng rất là hay là món bún ốc. Cũng rất đặc trưng cho Hà Nội. Ăn thử không? Anh mình ăn thử đi. Ăn thử bún ốc để cảm nhận thêm nhé. Chúng ta nhìn hàng bún ốc. Những thức quà đặc trưng của Hà Nội như bún thang, bún ốc, bánh cuốn, miến lươn lần lượt được bày ra trên dãy phố này. Thế nhưng, tại thời điểm về đêm như tại lúc này đây, để tìm được hàng quán ưng ý quả thật là một cuộc hành trình gian nan. Chúng tôi vẫn giữ nguyên ý định làm ấm bụng trước khi chuyển sang hoạt động vui chơi.
và món miến lươn chính là điểm dừng chân. Còn ở đây là tinh túy, tinh hoa của kinh đô. À, như thế, bao nhiêu cái dồn về đây hết. Cháu ạ, thế còn để mà thưởng thức, mời các cháu. Thì chú dám nói rằng một khi ăn ở quán nhà chú, với cái nước dùng như thế, với cái hương vị như vậy, ăn nơi khác khó ăn. Đặc trưng của Hà Nội đấy đúng đặc không ạ? Đặc trưng của Hà Nội. Miến rửa sạch đã được trần nước sôi, được trần lại vào nồi nước dùng lươn cho miến nở, thấm độ đậm, ngọt của nước dùng rồi cho vào bát. Những miếng thịt lươn đã được chiên kỹ vàng ruộm, vô màu vàng óng của da lươn. Rắc hành răm thái nhỏ lên thịt lươn rồi chan nước dùng là đã có món miến lươn đúng điệu. Người Hà Nội thì ngoài này họ ăn miến lươn ấy, là rất là trọng cái vị giòn, béo ngậy giòn. Trong khi ở miền khác, đặc biệt là như ở người xứ Nghệ ấy, là họ ăn miến lươn thì họ ăn miến lươn nó mềm hơn. Thế là anh em mình đi như vậy là từ Bún Thang, xong rồi anh em mình đến Bún Ốc. Bún Ốc. Vâng. Bún Ốc cũng không có nữa. Chúng mình đến bánh cuốn cũng hết. Rồi anh em mình chuyển sang là miến ngan. Miến ngan cũng hết. Và bây giờ là miến lươn thì mới có hàng ăn. Các bạn thân mến, bây giờ là 0 giờ. Vâng, và chúng tôi đang ở ngã tư Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến. Và các bạn thấy đấy, thì ở đằng sau chúng tôi mọi thứ dường như là vẫn chưa chìm vào giấc ngủ và mọi thứ rất là náo nhiệt. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là phố cổ lúc 0 giờ thì sẽ như thế nào nhá. 60 giờ nữa đúng không? Vâng, và 60 giờ nữa. Sẽ có hoạt động gì? Xin mời các bạn. Xin mời các bạn. Tôi thật sự rất thích. Ở đây có rất nhiều người hài hước và tôi cảm thấy thật thoải mái khi được trải nghiệm một thành phố về đêm tuyệt vời như thế này. Không khí ở ngoài này thì rất là đông và vui. Trong kia thì còn vui nữa. Trong đấy thì thực sự là mọi người rất là hết mình. Nhạc trong đấy thì có thể giúp mình xóa hết những cái muộn phiền, những cái áp lực cuộc sống. Mình có thể thoải mái ở trong đấy. Vâng, vừa rồi là những trải nghiệm thực tế của phóng viên chúng tôi ở khung giờ đặc biệt. Dù gì thì với tôi, phố cổ không chỉ là cổ kính yên bình như cái tên vốn có của nó nữa. Tôi và nhiều người như là trong đoạn phóng sự vừa rồi có thể đến đây để vui chơi, để giải trí và hơn hết là để đắm mình vào trong cái riêng, những cái thú chơi của người Hà Nội. Vâng, và chúng tôi cũng không thể truyền tải hết được không khí và thực tế của phố cổ sau khung giờ là như thế nào. Cách tốt nhất, nếu mà chưa tới thì quý vị hãy cố gắng thu xếp thời gian vào 2 ngày nghỉ cuối tuần để trải nghiệm xem cảm giác thế nào. Hy vọng nơi đây sẽ dần trở thành điểm đến thú vị của cả du khách trong và ngoài nước vào tất cả các ngày trong năm. Và thưa quý vị, vừa rồi chính là câu chuyện buổi sáng. Còn ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 9.